Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của 15 trên 23 bị cáo, 95 bị hại, hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 19 tháng 5. Trước đó, ngày 27 tháng 3, phiên tòa được mở nhưng sau đó hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa vì lý do vắng mặt nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo. Tại phiên tòa ngày 8 tháng 5, 14 trên 15 bị cáo có kháng cáo có mặt, riêng bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện vắng mặt và trước đó có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do đang nhập viện vì bị động thai, có giấy xác nhận của bệnh viện. Theo hội đồng xét xử, tòa sẽ cử cán bộ xác minh tình trạng của bị cáo Mai. Tại phiên tòa, có sự tham gia của luật sư bào chữa cho bị cáo và hồ sơ vụ án cũng đã có đầy đủ lời khai của bị cáo này về vụ án, do đó có thể tiếp tục phiên xử mà không có mặt bị cáo Mai. Phiên tòa được xét xử trong nhiều ngày, nên nếu bị cáo có vấn đề sức khỏe và vắng mặt hôm nay thì vẫn có thể có mặt tại các phiên xử khác. Do vậy, hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo Mai và tiếp tục xét xử. Theo nội dung vụ án, từ tháng 5 năm 2016, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Hơn một năm sau, công ty tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng. Sau đó, Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty. Sau đó, tổ chức mua số lượng lớn đất nông nghiệp. Nguồn tiền mua đất nông nghiệp được huy động từ chính khách hàng bằng cách dùng pháp nhân của công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống, tự lập ra 58 dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng. Trong 3 năm, Nguyễn Thái Luyện đã điều hành công ty Alibaba, triển khai bán đất nền cho hơn 4.500 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.446 tỷ đồng. Vào thời điểm Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Alibaba và 22 đồng phạm, chỉ có 3.986 bị hại có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của các bị cáo với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, trước trong quá trình xét xử sơ thẩm, thêm hơn 500 người đã tới tòa nộp đơn tố cáo Nguyễn Thái Luyện, nâng tổng số bị hại lên 4.550 người. Ngoài ra, còn có hàng trăm người khác nộp đơn khi đã quá thời hạn tiếp nhận đơn của tòa, nên không được xác nhận là bị hại trong vụ án. Quá trình xét xử, nhiều bị hại cho rằng các dự án của công ty Alibaba là hợp pháp và họ kiên quyết chỉ nhận lại đất, không nhận lại tiền. Thậm chí, có hai bị hại bất ngờ rút lại đơn tố cáo, họ khẳng định Nguyễn Thái Luyện không lừa đảo. Bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên 23 bị cáo thuộc công ty Alibaba phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Trong 20 bị cáo thuộc nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì Nguyễn Thái Luyện được xác định có vai trò cầm đầu, bị tuyên phạt án tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh, sinh năm 1989, giám đốc công ty Alibaba, em trai Luyện, 17 năm tù. 18 bị cáo cùng tội danh với Nguyễn Thái Luyện, có mức án từ 10 đến 19 năm tù. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai bị án sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù, cùng hai tội danh với bị cáo Mai là Nguyễn Thái Lực, sinh năm 1999, em trai Luyện, bị tuyên phạt 27 năm tù. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng, sinh năm 1995, nhân viên kế toán, bị tuyên phạt 3 năm tù về tội rửa tiền, nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm. Án sơ thẩm cũng tuyên vợ chồng bị cáo Nguyễn Thái Luyện phải bồi thường hơn 2.445 tỷ đồng cho 4.548 bị hại. Bản án yêu cầu tiếp tục kê biên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt và các tài sản khác liên quan đến các bị cáo để đảm bảo thi hành án. Sau khi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bản án sơ thẩm, đến ngày 17 tháng 1, có 14 trên 23 bị cáo làm đơn kháng cáo. Trong số đó,
có hai bị cáo kêu oan là Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba và vợ là Võ Thị Thanh Mai, Giám đốc Tài chính. Nguyễn Thái Luyện cho rằng những dự án mình lập ra đều có thực bởi tất cả thửa đất trong dự án đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng, ghi rõ nguồn gốc đất. Công ty Alibaba mua đất nông nghiệp, sau đó tách thửa phân lô và được các cơ quan chức năng đồng ý. Thực tế, đã được cơ quan chức năng địa phương làm thủ tục tách thửa, trong đó có nhiều thửa đất đã là đất thổ cư. Công ty Alibaba tổ chức bán hàng đều diễn ra công khai, minh bạch, không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất bán cho khách hàng. Nguyễn Thái Luyện vẫn một mực cho rằng mình không lừa đảo. Bị cáo Luyện trình bày, mọi hoạt động của công ty, quá trình quảng cáo, bán hàng, dẫn khách hàng đi xem dự án đều được diễn ra công khai, minh bạch. Luyện nói, tôi không lừa đảo. Từ khi khởi nghiệp kinh doanh, mục đích chính của tôi là mong muốn giới thiệu cho khách hàng những lô đất vùng ven giá rẻ, giúp khách hàng giàu lên. Ngoài ra, Luyện còn thao thao rằng mục tiêu của anh ta là sẽ đưa công ty Alibaba vươn lên thành công ty hàng đầu ở Đông Nam Á và không chạm được vào vì sao thì cũng phải chạm tới bầu trời. Trong khi đó, hai em trai và vợ cùng các nhân viên cấp dưới của Luyện đều thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng bản thân không hiểu biết pháp luật, quá tin tưởng vào Nguyễn Thái Luyện nên mới phạm tội. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai cũng có đơn kháng cáo kêu oan cả hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Trong khi đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Mai chỉ kêu oan tội rửa tiền. Một bị hại trong vụ án đã gửi câu hỏi đến luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh rằng: "Tôi đã ký hợp đồng mua đất của công ty Alibaba, sau đó nhiều người trong công ty bị khởi tố và tôi vẫn chưa nhận được đất." Năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm, xác định tôi là bị hại và tuyên công ty Alibaba và Nguyễn Thái Luyện có trách nhiệm trả lại tiền cho tôi. Sau khi án sơ thẩm tuyên xong, tôi không kháng cáo gì, nhưng vụ án có nhiều bị cáo và một số bị hại kháng cáo. Tôi và nhiều bị hại khác nghĩ, phần của mình có hiệu lực pháp luật rồi, nên chúng tôi đến Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu thi hành án. Tuy nhiên, Cục Thi hành án không nhận đơn và hướng dẫn tôi về chờ án có hiệu lực. Luật sư cho tôi biết đến khi nào thì tôi mới được thi hành án. Giải đáp thắc mắc trên, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch cho biết, theo như câu hỏi của nạn nhân đã được tòa sơ thẩm tuyên, được nhận lại phần tiền đã ký hợp đồng mua đất của công ty Alibaba. Tuy nhiên, đây mới là bản án sơ thẩm và bản án này đang bị kháng cáo. Do đó, bản án sơ thẩm là bản án chưa có hiệu lực pháp luật. Theo khoản 1 điều 330 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định tính chất của xét xử phúc thẩm. Xét xử phúc thẩm là việc tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật, bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Như vậy, khi bản án sơ thẩm bị kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm thì bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. Cho dù người bị hại không kháng cáo phần liên quan đến mình thì vẫn không thể yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thực hiện các nội dung mà bản án sơ thẩm đã tuyên liên quan đến mình. Bản án có hiệu lực pháp luật có nghĩa là không có kháng cáo và không bị kháng nghị. Trường hợp cụ thể này, trong vụ án Alibaba, các bị cáo khác và những người liên quan khác có kháng cáo cho nên bản án chưa có hiệu lực pháp luật, vẫn còn do tòa cấp phúc thẩm thụ lý. Bên cạnh đó, theo khoản 1 điều 2 Luật Thi hành án Dân sự năm 2019 quy định về bản án quyết định được thi hành. Bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật và đã có quyết định thi hành. Nghĩa là bản án được đưa ra thi hành trước hết là bản án phải có hiệu lực pháp luật. Vì vậy, bị hại phải chờ cấp phúc thẩm xem xét kháng cáo của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bị hại, nguyên đơn dân sự khác. Sau khi án phúc thẩm xử xong, sẽ có hiệu lực pháp luật ngay lập tức, thì hồ sơ vụ án được chuyển sang cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện các thủ tục tiếp theo. Khi đó, bị hại sẽ làm các thủ tục để được thi hành án đối với phần tiền của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!